Ghế nhiều 50 á. Củ năng cũng gọi là củ lùng, củ lùng mà đúng củ lùng à. Củ năng nữa, nhiều người gọi củ năng, nhiều người gọi củ lùng. Củ năng là khác đúng rồi. Bán đâu, củ năng là màu đen đây nè. Năng, năng cũng gọi năng rồi, củ lùng cũng nó đó, khổ sinh chắc không xong cái bắt đầu à, mấy bạn muốn lột vỏ dễ á, mấy bạn à, lấy một cục nước đá đổ nước vô, đổ nước vô rồi cái à, bỏ vô cái luộc sôi chín rồi đó, bỏ qua cái thao nước à, đá, ngâm nước đá đó, nó lạnh đó, nó dễ lột vỏ. Còn lấy thêm cái thao nữa nằm phá định vô. Cái khúc qua cái thao rồi xong rồi con lỗ quá. À, mình ngâm nước đá là cho mình luộc rồi cái mình vớt ra cái mình ngâm qua cái nước lạnh, nước đá nha, nước lạnh cũng được, nước đá cũng được cho nó dễ lột. Cho tí cái gì luôn lần phá phá xước qua. Nó ngâm vô nước lạnh luôn. Đá khoan hay vớt nữa, kiếm cái gì đựng đi, kiếm cái gì đựng thêm cục đá, như chơi lấy cục đá ra con, lấy hai cục đá ra con, chơi lấy hai cục đá ra con, khoan để đá vô lấy hai cục đá nguyên đá ra, vớt hết đi, vớt hết, kiếm cái gỗ đi con, kiếm cái gì đi, kiếm cái gì đi, đổ cái thau nước đó, cái hề đó ra bỏ, cái nước sơn nó vớt hết chưa? Hết đổ bỏ rồi không trộn vô trộn rồi để ra nó nguội nó để gì nó dễ lột nó vô nó đá vô nó lộn nó dễ lột lột dở. Khoai năng củ lùng à, ký trời trái bự quá trời luôn, ngon lắm, tháng này là ngon lắm. Rửa nước lạnh vô nha, nước lạnh vô cho dễ lột. Lột rồi á, lột hơi lâu một chút. Keep it.